ngày nay nhóm mở thuê cà phê đọc có chúng nó là kẹo cá và nâng tay của chúng má chúng nó sang dọc ra cái một con và sau đó trong hôn còn cầm mỏng một con có thể chôm hay bật cầm mỏng về đọc cô phải ám hay tay của chúng má chúng nó sang dọc cái việc thuê cà phê đọc có nhóm thuê vô một con và sau đó dùng chạm bài ấy dùng bài vô thế thì nhiều nhiều cũng cà phê đặc cống anh và bạn ấy và dân chạy tới từ toàn năng bữa nay mới bị đau linh đến không ra đầu bị đau nhưng thời hiện về anh đây giống như bà họ nấp dậy đây giống như bữa nay mới ban mới tan nó về anh ấy nhầm cái toàn đặt cái đặc cô sọt thì mình cái này xuống đây nhầm cô thì mình cái đặc cô khắp chặt cho cao xin thế cho nhóm đã cái này sân cho mọi người ta đọc cô sơ ra con cô cà phê là con cô à ta đọc cô rồi bay chạy ăn rồi lấy ra cái này đặt cái này sân thì một con cao su thằng cái này sân tinh rồi nè à cái này sân nó cứ chia ta đọc cô thôi mà hôn rồi một con đẹp với thằng đọc cô thôi mà hôn nó chỉ dò ao nè lại lại có cái score thằng mua về cho một cái này sân nhớ là có ớt có ớt ta lấy mà mới nhưng thưa tay của chúng má đi thưa đi hóa đoan rồi tay của chúng má nên này thời hiện tích hay nhầm có ông con đặt đi được phía thế hay khẩu chúng má bằng con đặt một tay kẻ mà ông có sao sập thế thì nhưng thưa hiện một cái chuyện đất không con tay của chúng má bây giờ thưa ớt đất thế hư chuyện với nhầm rồi bây giờ thưa hiện tích nhưng tôi đặt ở vì nhầm tôi lại là chú ai mà còn thầy nhớ được chết cái chú ai bị chú ai mà còn có nơi bị đau nó lên lên thôi còn là sao tao biết về nhưng phải nhầm và bạn cho mình lấy cũng nhưng mà thọc thơ mà đong thọc bị đau nó mà đong là lời nhầm mà thơ mà đong thì phải ai có cả món này có cả món tất tại sao anh có cho tay của chúng ta sai phép hay là cà phê đọc cô phép thì sai dừng chờn chứ nâng tại vì sai bà dự ập thọt đó mà vừa ra ta dừng thọt ở xa này dự lực tìm phía mà vốn nhưng ta dừng thọt ở đây đây đó mà vốn thôi là dừng thọt tập bình lắng thật bà này rồi đó là không vốn.